Câu chuyện của nàng búp bê xinh đẹp Barbie. Nàng Barbie xinh đẹp có những bí mật gì? Cùng nhau tìm hiểu nhé! Barbie xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Barbie Dreamhouse, được cho ra mắt khoảng 60 năm trước. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống của nàng Barbie với những câu chuyện giờ khóc giờ cười vừa đáng yêu. Barbie có một anh chàng người yêu tên là Ken, cùng các chị em và những người bạn vô cùng thân thiết. Sau đây là một số thông tin về nàng Barbie nhé. Đầu tiên là Barbie Robert, tên thường gọi là Barbie. Cô sống trong một ngôi biệt thự màu hồng siêu đáng yêu cùng ba cô em gái của mình là Skipper, Stacy và Sala. Bên cạnh những vật nuôi của họ, Barbie được biết đến là một cô nàng hoàn hảo, biểu tượng cho thời trang, tính tình thân thiện, khiêm tốn. Cô đã trải qua hơn 1.300 công việc khác nhau. Bên cạnh gia đình mình, Barbie có một người bạn, trai tên là Ken. Ken là một người khá hoàn hảo, luôn cố gắng tạo ra những vận dụng thông minh để mang tới cho người yêu cuộc sống hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, thường thì anh bạn này lại làm hỏng mọi việc trước khi chúng thành công. Những người chị em và bạn bè của Barbie. Cuộc sống của Barbie không thể thiếu những người chị em và bạn bè của mình. Đầu tiên cần nhắc tới chính là ba cô em gái dễ thương và vô cùng xinh xắn của Barbie, chính là Skipper, Stacy và Stella Robert. Họ cùng chung sống với Barbie trong ngôi nhà xinh đẹp Dreamhouse. Nào Skipper là một cô gái yêu thích và đam mê công nghệ. Bé Stella là một cô gái mới 6 tuổi. Cô bé thường dành hết thời gian để chơi với những vật nuôi trong nhà và anh chị em của mình. Cuối cùng là cô bé Stacy. Stacy là một cô bé yêu thích thể thao và là một người có khả năng tổ chức trong khi mới 10 tuổi. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu tới những người bạn thân thiết của Barbie. Những cô nàng này vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Đầu tiên chính là Chesira. Cô nàng được coi là người bạn thân thiết nhất của Barbie. Cô nàng sống tại một ngôi biệt thự không quá xa ngôi nhà Dreamhouse. Chesira là một cô nàng dễ thương, năng động, tuy nhiên lại hay nói những câu ngớ ngẩn, khiến người khác phải bật cười. Tiếp theo là Nikki. Nikki cũng là một trong những người bạn tốt nhất của Barbie và cô cũng rất thân thiện và gần gũi với Chester. Hiện tại thì Nikki đang là quản lý của một blog thời trang. Ngoài ra cô còn có sở thích rất riêng, đó chính là chụp ảnh. Với tính tình ngay thẳng, Nikki thường đưa ra những quan điểm để bảo vệ bạn bè của mình trong mọi việc. Chúng ta không thể không nhắc tới những đối thủ của Barbie. Vừa là một người bạn nhưng đồng thời cũng là đối thủ của Barbie trong chuyện tình cảm, chính là nàng Rachel. Cô nàng Rachel này sinh tình cảm với người yêu của Barbie là Ken. Tuy là một cô nàng có lối sống sang trọng, nhưng đố kỵ với Barbie. Là một người kiêu ngạo, ích kỷ, Rachel thường suy nghĩ mọi cách để hạ bệ Barbie. Tuy nhiên, cô lại rất vụng về. Những kế hoạch của cô bày ra thường xuyên bị đổ bể và phản tác dụng. Bên cạnh đó, anh trai của Rachel là Ren lại là người có tình cảm với Barbie. Giống như em gái mình, Ren là người ích kỷ và luôn tìm cách đấu đá với Ken để lấy lòng của Barbie. Một nhân vật nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn chính là Midger. Nào Midger ban đầu là người bạn thời thơ ấu của Barbie từ trước khi Barbie chuyển tới Malibu. Midger thường xuất hiện trong bộ trang phục đen trắng mang hơi hướng cổ điển, là một người khá kỳ quặc nhưng cũng rất thông minh. Cô nàng đặc biệt thích công nghệ và mặt hàng thủ công. Câu chuyện về Barbie dường như không bao giờ kết thúc, với những tình tiết mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày lại có thêm những nhân vật mới. Tuy nhiên, những nhân vật ban đầu thì vẫn vậy, vẫn ở đó với Barbie.